Um, yeah, I wanted to ask a little bit about the pressure of playing um on a stage where clearly mad lions are the ones that are uh the favorites. did you guys feel that pressure because in game one at least it seemed like y the pressure was definitely getting to you guys em, uh... Um, we felt no pressure playing on the stage. Uh, I guess my next question is with the meta changing, and you know, it's the jungle and mid lane definitely changing a lot. How are you guys preparing, and like, what was the effort to guess what kind of a meta we were going to see? thì cái meta có vẻ đã thay đổi nhiều á đặc biệt là với cái khu vực mid rừng á thì cá nhân em và đội tuyển của mình đã có những chuẩn bị gì cho cái meta này thì lúc mà bọn em luyện tập á thì bọn em không có gặp những cái trường hợp đó và hôm nay bọn em mới gặp những cái trường hợp đó nên là cũng chưa chưa chuẩn bị trước nhưng mà cũng đã từng gặp rồi what happened on the show today was not what we had expected we have pre prepared a few cases um, a few scenarios but what appeared on the stage was not one of those that we had prepared for okay i guess personally you're someone who um, you know at least in the west we kind of expect just a lot from you based on your showing in msi in 2022 What are your personal expectations making it back into the international stage? Thì những người ở phương Tây á là họ đã có những cái kỳ vọng họ họ đã đặt cũng tương đối kỳ vọng vào em á, đặc biệt là với cái màn trình diễn khá là ấn tượng của em ở MSI 2022 á. Thì uh, quay lần này em khi mà em quay lại chung kết thế giới em có đặt cái kỳ vọng gì cho bản thân mình không? Khi mà được quay trở lại chung kết thế giới thì em muốn uh, em làm tốt hơn và kiểu giúp đồng đội mình đi xa hơn hơn. I had hoped uh, that I could help my teammates go even further than what we have have achieved back in twenty twenty two. Uh what? So, you guys um, were the top team in your region during the regular season, and you know, obviously the playoffs didn't go the way you guys wanted to. But people expected you guys to win. You obviously didn't. I think coming into here, people expected you to put more of a show. Um, and at least in game two, it seemed like. you guys weren't able to show up. Uh, what is your diagnosis of, you know, some of the mistakes that you guys are showing on stage? Thì ở cái vòng giải quốc nội á, thì mình đã có một cái màn thể hiện khá là tốt á. Nhưng mà khi vào playoff của khu vực á, thì mình lại để thua trước game. Và hiện tại thì cái màn trình diễn của mình nó cũng chưa có được ấn tượng lắm á. Thì em nghĩ là team mình đang mắc phải những cái vấn đề gì? Em nghĩ là do tâm lý thi đấu của tuyển thủ bởi vì bình thường thì bọn em trên thì cũng có kết quả rất là tốt mà khi lên sân khấu thì bọn em kiểu không có tập trung hết một trăm nên là cũng có nhiều lúc mắc sai lầm và cũng như không giao tiếp nhiều. I think we are just very unprepared on the mental mentality side because we had a pretty impressive uh, training record but when we were going on the stage, um, a lot of things didn't go well for us. What sort of takeaways can you take from you know your first match at Worlds, if if there are any? Em đã học được điều gì sau cái trận đấu vừa rồi? Em nghĩ là bọn em cần uh, luyện tập và cũng như là sử dụng nhiều, nhiều chiến thuật nhiều hơn và Mà cũng như là chuyển hay I think we need uh, to put a little bit more emphasis on the um, training schedule. Um, I think we need to practice a lot more diverse uh, tactics and we need to talk to each other more and to overcome situations on the stage where we were a little bit falling behind. All right, just a couple more questions than to that. Uh, speaking of tactics, we saw like sort of the LCK version of lane swaps, where the top laner and AD carry will swap to top lane. Were you guys expecting that at all, or is that something that also caught you guys off guard? trong thể hiện một cái màn swap lane á. nó giống cái kiểu của LCK á, là kiểu như là uh, đẩy bot lên đó Thì tụi em đã chuẩn bị trước cho cái chuyện này chưa? Thì bọn em cũng đã từng xem những cái pha swap của LCKG và bọn em cũng đã từng áp dụng thử rồi nhưng mà bọn em không có làm tốt việc uh, swap trong thi tập và bọn em cũng đã chuẩn bị được cái đó nhưng mà chứ bọn em uh, không thể nào làm được gì. Hết. We had watched a lot of LCK lane swaps. We have tried to do it ourselves, but we didn't execute it pretty well on our side. And We also had preparations for the enemy team swap, but it seems like things didn't also didn't go as planned. All right, um yeah, my, my final question is uh you will be facing the loser of Pain versus PSG. I think everyone has PSG as their favorites, but uh you know, what do you expect to happen to to face in that lower bracket? Thì em sẽ gặp uh, đối thủ tiếp theo của em á, sẽ là người thua của cái cặp mà PSG đánh với Pain á. Ừ. Thì mọi người đều đang nghĩ là PSG sẽ là cái người thắng trong cái cặp đối đầu đó. Nhưng mà cá nhân em thì em có ý kiến khác không? Thì em nghĩ PSG là một đội tuyển khá là mạnh và em cũng nghĩ là PSG sẽ hăng. Um, with the crowd, I think PSG is a pretty strong team and they're going to be the winners. All right. Well, thank you. The the Western fans are all happy to see you, and uh, good luck in your next match. Thank you. Thank you.